quý vị và các bạn đến với tình tiết mới nhất của bộ phim Mặt Nạ Hương. Mặt Nạ Hương tập 6, Lương Thu Trang bị kẻ ác dùng súng đe dọa, Ngọc Lan khóc hét khi giao kẻ. Tình tiết phim gây cấn vì khi xác định được ông Bắc và Tuấn là người có liên quan đến cái chết của bà Vân, nhưng ẩn khuất bên trong là ai? Ai là người vạch ra bí ẩn của bà Vân chưa được giải mã? Rick, thật trùng hợp cái chết của bà Vân tại thẩm mỹ viện Bắc Việt có nét tương đồng với vụ án năm xưa, cũng trên nền đất của thẩm mỹ viện Bắc Việt, lúc đó là thẩm mỹ viện Minh Thái. Cũng thật tình cờ thẩm mỹ viện Minh Thái năm xưa, người chủ lại là ông Johnny Minh Trần, là người bạn thân của bố Hoa ông Nghị. Làm cho Hoa đang phân vân là vụ án và Vân chết khi nào liên quan đến vụ án ở thẩm mỹ viện Minh Thái năm xưa hay không. Trong lúc Hoa với Hải đang phân vân việc sát thủ năm xưa liên quan đến cái chết của mẹ cô đã trở lại, thì Hoa phát hiện một người đàn ông lạ đang đứng từ xa theo dõi hai người. Hoa với Hải dùng người này ra mặt, không nên dẫn người này đi vào con hẻm để xem người đàn ông chân là ai. Nhưng đi được một đoạn thì mất dấu để lại cho hai người một dấu vài hình con mắt, đó là con mắt Horios, một con mắt đeo theo truyền thuyết Ai Cập cổ đại. Hoa liên tưởng người mang con mắt Horios này là người đang khao khát trả thù, người này đang thực hiện hành vi phạm tội như các tình tiết một bộ phim trinh thám đã có kịch bản từ trước. Để làm rõ thêm vụ án liên quan đến thẩm mỹ viện Minh Thái năm xưa, Hoa đã nhờ bạn trai là Trung, điều tra viên đang thụ lý vụ án cái chết của bà Vân, xem lại tư liệu và hồ sơ liên quan đến thẩm mỹ viện Minh Thái. Thì Tùng mới phát hiện người chủ thẩm mỹ viện Minh Thái là ông John Lee Minh Trần. Theo Interpol thì ông Minh này đang bị tình nghi liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương, là người đứng sau một loạt doanh nghiệp startup có nghi vấn rửa tiền, hiện mới về Việt Nam cùng với vợ là Ngân. Để làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án năm xưa có liên quan đến âm mưu nhằm vào bố cô hay không, Hoa đã chủ động cùng em gái đến nhà ông Minh để tìm thêm thông tin. Do Hoa là con gái bạn thân cho nên ông Minh cũng không cảnh giác, thậm chí ông Minh còn dự định tiết lộ tất cả sự thật vụ án năm xưa. Ông Minh cho biết nếu không phải vì tình bạn với ông Nghị thì ông ta cũng không vất vả che giấu trong nghi định cư. Thế nhưng thay đổi lại của Hoa khiến ông Minh nhận ra cô đang dùng chiến thuật tâm lý bắt mình khai ra sự thật. Ông Minh tức giận đuổi Hoa về và yêu cầu cô không được đến đây lần nào nữa. Trong một diễn biến khác, một bệnh nhân bị bỏng nặng đã tìm tới bà Diễm để nhờ cậy ông Nghị chữa trị, lấy cớ ngại đến bệnh viện. Cô gái bí ẩn này yêu cầu được đến nhà riêng. Khi nhìn thấy cô gái, ông Nghị yêu cầu bà Diễm đi mua đồ giúp mình. Trong lúc bà Diễm đang chần chừ, một người đàn ông đột ngột xuất hiện dùng súng giết ông Nghị. Ông Nghị với kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề thẩm mỹ cũng vạch trần bệnh nhân khi yêu cầu cô bỏ lớp hóa trang xuống, cũng không ngần ngại nói ra thân phận của bà ba là bà Ngân, vợ của ông Minh. Lúc này bà Ngân cũng lộ một mặt thật và mục đích đến gặp ông Nghị là muốn ông Nghị đưa hộp kim cương được ông Minh nhờ cất giữ giá trị lên tới triệu đô. Ông Nghị cũng nói hộp được mã hóa, không cũng không được ở nhà, với ông cũng không biết hộp trên được kim cương vì bản thân ông không có thói quen tò mò bên trong được cái gì, vì đó không là phải là đồ của ông. Dưới sự đe dọa của bà Ngân, ông Nghị quyết định để trôn giấu kim cương. Tuy nhiên đám lưu manh cho vay nặng lãi bất ngờ đến nhà đòi nợ, chặn trước cửa khiến cho ông Nghị và bà Ngân không thể ra ngoài được. Đúng lúc đó, Hoa đã phát hiện thi thể của ông Minh tại nhà riêng. Sau khi gọi công an đến bảo vệ hiện trường, sau khi sàng lọc những người có liên quan xác định Hoa là em gái có chứng cứ ngoại phạm, thì Tùng bạn trai của Hoa cũng đến. Lúc này Hải mới gọi cho Hoa biết, lên mạng xem clip liên quan đến gia đình cô thì thấy được bà Ngân cùng một người đàn ông lạ đang đi hiếp bố cô, bắt bố cô phải đi vào trong nhà. Tùng quyết định giả dạng làm bạn trai của Hoa để đột nhập vào nhà ông Nghị giải quyết, cứu con tin và ghi hình lại toàn bộ chứng cứ liên quan để bắt giữ bà Ngân. Khi gặp bà Ngân và nhân tình đang dùng súng đe dọa gia đình ông Nghị cũng như Hoa và ông Tùng, thì Hoa cũng thông báo là ông Minh đã chết. Bà Ngân không tin vì bà chỉ đánh ngất ông Minh, tại thời điểm đó ông Minh vẫn còn thở, sao chết được. Bà Ngân và nhân tình liên tục khẳng định bản thân không giết ông Minh. Trong lúc đấu tranh tâm lý nhờ sự phối hợp giữa Tùng, ông Nghị cùng cảnh sát bên ngoài, gia đình ông Nghị thoát khỏi nguy hiểm. Bà Ngân và nhân tình bị bắt để tiếp tục điều tra. Nhưng ở cơ quan điều tra, bà Ngân và nhân tình khẳng định mình không giết ông Minh, còn hành vi bắt cóc tống tiền thì họ thừa nhận. Ở đây có nhiều điều mâu thuẫn với cú đánh của bà Ngân đối với ông Minh, như vậy không thể gây ra cái chết của ông Minh được. Vậy ai là người đã thực hiện hành vi trên? Có phải chăng là người lạ mặt đi theo Hoa hay không? Người này có liên quan gì đến cái chết năm xưa của người phụ nữ khi làm phẫu thuật thẩm mỹ Minh Thái? Có liên quan đến cái chết của bà Vân ở thẩm mỹ viện Bắc Việt, tại sao ông Minh và ông Nghị lại ngại nói đến sự việc năm xưa như vậy? Tại sao ông Minh lại nói nếu không phải bạn bè với ông Nghị thì ông không buộc mình và rắc rối năm xưa không phải ra nước ngoài để trốn tránh? Vậy ở đây người phụ nữ năm xưa chết phần lớn có liên quan đến ông Nghị. Các vụ án liên quan gần đây đều nhằm đến trả thù ông Nghị. Những người có liên quan đến ông Nghị, hung thủ là ai, tại sao giờ mới tiến hành thực hiện hành vi quay lại trả thù? Từ những điểm nghi vấn trên có thể xác định được hung thủ phải là người có liên quan đến vụ thẩm mỹ viện Minh Thái năm xưa. Người phụ nữ bị chết có thể là người thân, người yêu của hung thủ. Vì theo tôi nghĩ người đó cũng có trạc tuổi cho nên có mối quan hệ với bà Vân và có ý định tiến đến hôn nhân. Người đó giờ mới trả thù có thể là người có quan hệ đối với gia đình ông Nghị, hoặc người đang có ý đồ tiếp cận gia đình ông Nghị, muốn phá nát gia đình ông để trả thù. Hung thủ có thể là ai? Kẻ rất tinh danh, lạnh lùng, hắn có thể là ai? Theo tôi không ai khác, kẻ đó có thể là Khôi, bởi hắn tuy lộ diện ít nhưng lại là kẻ mưu mô lạnh lùng. Cái chết của ông Minh có thể do hắn làm.
đất sụp đổ hoàn toàn khi người đàn bà của ông đang cắm sừng ông, cắm sừng con ông. Một sự nghiệp bác sĩ thẩm mỹ của ông bao năm nay xây dựng bị sụp đổ là một ông nghiệp và những người thân của ông phải trả giá. Chúng ta cũng thấy trong trailer phim có đoạn hắn tiếp tục hoa. Việc tiếp theo đó, theo tôi, không gì mà tất cả thử. Hắn đã lên kế hoạch toàn bộ và đang từng bước thực hiện nó như một bộ phim chính là mà hắn là người làm chủ trò chơi đó. Để xác định có đúng như vậy, suy đoán hay không, chúng ta